Xin chào các bạn. Mình đang đóng hàng phụ kiện tủ bếp inox 304 Delari để giao cho khách hàng ở An Giang. Một mâm xoay, hai kệ son nồi, một kệ gia vị và một dao thớt. Và đây là hàng cũng inox 304. Kệ chén treo tủ trên rộng 80 về để khách hàng đến xem hàng và chốt mua. Đây là chậu chén. Hàng inox 304 dày. Có một rổ tặng kèm. Kiên đâu rồi? Kiên ở nhà đây này, mới bắt. Đây là chậu chén 304 dày 3 ly, dài 1 mét. Cũng được tặng một rổ. Ta lại tư được khắc chìm sâu. Mẫu này thì dài 82. Còn mẫu này là mẫu chậu đá. Chậu đá hàng cao cấp. Màu đen. Ồ, đẹp thật. Đẹp hơn mẫu bữa trước luôn á, Dũng. Ừ, đẹp quá. Ok, để chị nhắn khách hàng đến xem. Hãy đến 06A Hà Huy Tập, Buôn Ma Thuột. Số điện thoại là 0905055658. Cửa hàng Tân Gia Huy để xem hàng mẫu hoặc là inbox để nhận giá báo chi tiết nha các bạn. Cứ inbox thoải mái, mình luôn luôn inbox lại, trả lời lại, rất vui vẻ.